Ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra linh kiện bên trong cái con mèo hình tài không hay mèo vẫy tay nha các bạn. Hiện nay trên thị trường sẽ có hai loại mèo, một là con mèo vàng màu vàng nè các bạn, hai là con mèo trắng ha. Cái vỏ bên ngoài là vỏ nhựa nha các bạn. Thì trong quá trình xài sử dụng thì các bạn sau một thời gian cái bên trong con mèo nó sẽ không vẫy tay được nha các bạn, nó bị hư ha, nó đứng yên như vậy nè, cái mạch bên trong nó bị hư nha các bạn. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra đo đạc các linh kiện trong cái bo mạch điều khiển cái tay của con mèo nó vẫy như thế này nha các bạn. Tuy nó bị hư là cái tay nó sẽ đứng yên, nó không vẫy được nha các bạn. Trước hết các bạn tháo cho mình cái tay nha, cái tay này các bạn rút ra là nó được dán bằng cái băng keo hai mặt ha. Nếu mà trường hợp mà khô keo á, các bạn lấy băng keo hai mặt dán cho mình nha. Sau đó các bạn lật phía dưới đít lên các bạn. Phía đít có mấy con ốc nha các bạn rút cái đầu mèo lên. Ở đây là mấy con ốc mình đã tháo trước rồi nha, ốc của con mèo phía dưới đít nha các bạn. Sau đó các bạn tách ra cái phần quan trọng chính của cái tay mèo hoạt động các bạn, chính là cái 500 vĩnh cửu nè các bạn. Đây bên trong là có 500 vĩnh cửu ha. Ở đây các bạn có tua vít á, phía dưới nè các bạn, bốn này là bốn ốc. Lúc đầu á nó sẽ gắn chặt cái đế mèo với cái thân mèo á, các bạn tháo ốc ở dưới đít ra nha các bạn, để các bạn tách cái phần kết nối giữa cái phần dao động nè với cái thân mèo ở phía trên ha. Sau đó ở dưới đây cũng có bốn con ốc nha các bạn, nó sẽ gắn chặt cái tay mèo nè, cái phần dao động nè, cái phần dao động tay mèo phía trên nha các bạn. Bạn tách lên cho mình ha. Ở bên hông này cũng sẽ có hai ốc nha các bạn, nó giữ cái khung này thì các bạn cũng mở ốc ra luôn để các bạn lấy bo mạch ra nha. Rồi các bạn thấy nó hở rồi không? Hở phía dưới các bạn tách cái bo mạch ra nha. Rồi lấy được có một cái bo mạch ra ngoài nha các bạn. Nè các bạn, quan trọng các bạn chú ý cho mình nè, đây là cái 500 vĩnh cửu nha các bạn. Nó nguyên lý hoạt động của nó ở đây là cuộn dây này, nó khi có dòng điện nó chạy qua nó sẽ đẩy cái cục 500 dao động nè. Khi nó dao động nó sẽ làm cho cái tay mèo của mình hoạt động luôn nha các bạn. Cái mạch này bên trong là gì các bạn? Ở đây mình sẽ nói về cái mạch dao động tạo xung nha các bạn. Cái mạch điều khiển của nó là cái mạch tạo dao động tạo xung, dùng linh kiện transistor dán SMD. Nó sẽ tạo ra dòng điện đi qua cái cuộn dây này nha các bạn. Cái mạch dao động này như đa phần là tạo xung vuông nha, dùng để điều khiển tạo ra dòng điện cho cuộn dây này nó hoạt động nha các bạn. Trên tay mình là cái cuộn dây ha, còn có một con chán to nha các bạn. Đây là chán to, các bạn nhìn vô cái trên thân của nó nè, nó sẽ ghi một cái mã số. Thì các bạn kiểm tra, thứ nhất là cái quan trọng nhất là cái con chán to này các bạn, nó sẽ tạo ra dòng điện ha, đi qua cái cuộn dây này. Thì các bạn kiểm tra thứ nhất cho mình cái con chán to hay là cái cuộn dây. Mà đa phần cái mạch mà dao động này á, cái tay mèo nó hay bị hư nhất là cái mấy con chan to này nha các bạn. Đi kèm chan to đấy, đây là mặt đơn giản là cái mặt mới mà đối với cái mèo trắng á, thì nó sẽ có hai con chan to dao động hoạt động luân phiên. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành đi kiểm tra từng linh kiện, nhất là con chan to này nha các bạn. Đây là con chan to dán SMD ha. Thì trên đây nha các bạn,
các bạn đọc theo thứ tự chân của nó. Cái chân thứ nhất là chân số 1 ha. Kế bên chân số 2 đặt ngược chiều kim đồng hồ ha. Người kim đồng hồ giống như đó đọc IC cho mình. 1 2 nè, chân 3 nè. Cái tương ứng của nó là chân cùng các bạn là chân C ha. Còn hai bên là chân B chân E nha các bạn. Thì chân to dáng HD cũng có hai loại. Loại chân to thuận và chân to ngược. Là NVN nè các bạn. NVN là chân to ngược ha. Còn BNV là chân to thuận nha các bạn. Số 1 số 2 á. Bình thường á là chân B, chân B nó nằm trên số 1 nha các bạn. Còn chân số 3 là chân C ha. Còn chân còn lại là chân E nha các bạn. Đây hai loại chân to. Cái cách đo đạc của chân to dáng HD thì cũng giống như cách đo đạc của chân to bình thường thôi nha các bạn. Các bạn nào chưa biết các bạn có thể tra cứu trên mạng ha, hoặc là dơ lên Google tìm cái cách mà đo loại hai loại chân to. Ở đây các bạn, trên thân cái con chân to dáng HD này nó sẽ ghi một cái mã số nha các bạn. Mình ví dụ như trên này nó ghi cái mã số của nó là 1AM nha các bạn. Thì từ Google các bạn search cái sách mà hướng dẫn tra cứu mã số linh kiện với dáng HD. Các bạn search nè. Các bạn gõ mỗi chữ HD code databook. Các bạn đã download được cái sách mà để tra cứu cái linh kiện dáng HD. Từ hai chân, ba chân, bốn chân, nói chung là toàn bộ cái linh kiện dán HD nha các bạn. Sau khi mà các bạn download cái sách databook này để tra cứu cái linh kiện HD thì các bạn gõ cái mã số trên nó như con chân to này các bạn. Cái mã số là 1AM ha. Các bạn nhìn dưới thân á, các bạn gõ 1AM vô đây nha. Thì đó các bạn tra được cái mã số của nó. Rồi cái loại chân to của nó là loại BNB hay NBN nha các bạn. Ở đây ví dụ mình tra từ cái mã số 1AM mình ra sẽ ra được cái mã này nha các bạn. Từ cái mã này á, chân của to chân to của nó là chân to silicon NBN. Thì từ cái mã số này thì các bạn có thể tra cứu thêm và cái datasheet trên Google ha, tìm trên này nè sẽ biết cái thông số, cái như mức điện áp nè, rồi cường dòng điện nè, cái công suất của nó nha các bạn, nhất là cái dòng điện ha. Mình tra cứu thêm các vị trí chân của con chán to này nha các bạn. Như chân 1, 2, 3 là chân B, chân E, hoặc đa phần á nó cấu tạo trên đầu là chân C hết nha các bạn. Còn chân E, chân B có thể nó thể thay đổi nha các bạn. Mà mấy linh kiện dán HD này các bạn, loại ba chân này á thì nó sẽ có hai loại. Một là loại chân to, hai là con MOSFET nha các bạn, là chúng chân to trường luôn ha. Bên trong cái cuốn sách databook này nè các bạn, còn khi bạn tra cứu á, thì cái sách này sẽ nó search ra là cái loại chân to gì nha các bạn, hoặc là cái con MOSFET gì ha. Sau đây mình sẽ tiến hành đi kiểm tra con chân to bên trong cái mạch của con mèo nha các bạn. Các bạn dùng cho mình cái đồng hồ số ha. Các bạn chỉnh cái thang đo đi ốp cho mình loại đi ốp rồi. Các bạn nhìn trên đây nè. Ở đây á mình có cái chân B nè các bạn. Chân số 1 ha, chân B nè, chân C là chân số 3, chân E là chân số 2 nha các bạn. Mình sẽ đo BE, đo thuận đo ngược luôn nha các bạn. Đảo chỉ quay đo không ha. Rồi coi cái giá trị của nó ra bao nhiêu nha các bạn. Thì cách đo tương tự như cái con chân to bình thường thôi. Là một chiều lên số hoặc lên kim các bạn. Cái tay này tầm khoảng 700 mấy hoặc 800 ohm nha các bạn. Còn kiểm tra tương tự thôi. Rồi các bạn nhìn thấy không? Mình không cần biết cái que đo, que dương, que âm gì nha các bạn. Các bạn đo nè. Đo chân 1, chân 2 nè các bạn. Chân 1, chân 3 cho mình ha. Là chân B, chân C nha các bạn. Các bạn thấy mình đo nó ra giá trị là khoảng 230 ohm. Là các bạn thấy cái này bị rò rỉ, bị chập không nha các bạn. Con chân to này hư rồi ha.
B là chân B, chân C. Các bạn đo chân 1 là chân số 1 á. Chân số 2. 432 ohm. Cũng tương đối là bị chập nha các bạn. Vì cái đo giá trị chính xác của nó là tầm 700 mấy 800 ohm nha các bạn. Các bạn đảo chiều quay đo lại ha. À. 430 mấy luôn nha bạn. Cho chân 1 chân 2 các bạn đảo chiều lại. Rồi đo chân 1 chân 3. 1 chân 3 của con chén to này cho mình. Các bạn thấy không? Đo thuận đo ngược gì á, chân B chân C á, lúc nào cũng ra là 230 ohm các bạn. Mình đo hai chiều á, giá trị khoảng 230 ohm nha các bạn. Vậy là cái con chén to này bị hư ha, bị chạp rồi nha. Thì vấn đề còn lại của mình đó là ở đây á, mình sẽ thay thế cái con chén to này bằng một chiếc chén to khác nha các bạn. Thì có mấy cách đơn giản để mà lấy chén to ra thì các bạn có thể dùng. Bên đây là mấy kho nha các bạn. Nếu nhà các bạn có mấy kho các bạn lấy ra, lấy linh kiện này ra nha. Cái chén to hư ra. Còn trường hợp mà nhà các bạn không có mấy kho, các bạn có thể dùng cái mỏ hàn cho mình. Cái mỏ hàn đơn giản ha, mỏ hàn nhiệt ha. Nè. Tại vì cái linh kiện này rất dễ lấy nha các bạn. Con chén to này á, không phải là con IC nên các bạn cứ lấy bình thường thôi thanh cho mình nha. Rồi trước tiên các bạn cứ xả mấy cái dây mà bị vướng ngay linh kiện này ra nha các bạn. Đây là dây nối chân pin nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nè, trên tay mình đó là cái con chén to bị hư, bạn thấy không? Các bạn có thể lấy một ít mỡ hàn ha. Rồi các bạn có thể dùng một cái nhíp, các bạn đẩy còn lại. Lấy cái mỏ hàn á, các bạn đẩy đẩy từ từ nha các bạn. Đắt hai chân từ từ ha. Đẩy đẩy, đẩy lên nó ra nha các bạn, thấy không? Rất nhanh nha các bạn. Cái này nó dùng đơn quá, rất là đơn giản, không cần phải dùng mấy kho luôn đâu. Đây là mình đã lấy được cái con chén to ra nha các bạn. Bởi vì các bạn cần làm á là cái con chén to này hư á, và các bạn chỉ cần tra cứu cái mã số của mình đó, data sheet nè, tìm cái mã số này thì các bạn ra cái chỗ mà bán cái liên chuyên bán linh kiện SMD á, các bạn mua con chán to tương ứng và các bạn thay cho mình nha. Như cái con chán to này có một cái mã số là BT3904 thì các bạn cứ ra chỗ đó các bạn đưa cái mã số cho người ta sẽ tìm linh kiện đưa cho các bạn nha. Các bạn mua linh kiện về thì các bạn cũng có thể đo nguội nha các bạn. Đo nguội nè, mấy chân to này nè. Thì các bạn đo bên ngoài, khi mà nó ok, cái tao điện trở mà nó ok các bạn. Cái chân B, chân E, chân B, chân C nè các bạn. Nó ra giá trị khoảng 700 mấy 800 ohm á. Ở cái mức diode nè các bạn, thì các bạn có thể thay vô được nha các bạn. Các bạn nhớ trước khi thay các bạn kiểm tra coi chén to nó còn tốt hay nó bị hư nha các bạn. Rồi các bạn mới thay vô ha. Cái con linh kiện quan trọng nhất là của con chén to. Sau khi các bạn đã thay con chén to này, tháo con chén to ra khỏi bo rồi, thì các bạn kiểm tra luôn cái cuộn dây này cho mình nha. Cuộn dây này các bạn cũng dùng cái thang đo diode nè. Các bạn đo hai đầu ha. Ở đây á, sẽ có hai loại cuộn dây nha các bạn. Một cuộn dây có hai chân, và cuộn dây có ba chân. Ba chân là đối với trong cái mạch màu trắng á, thì các bạn cũng đo tương tự nha. Thì đo tổng dở cuộn dây rất đơn giản. Còn đối với những trường hợp mà cái con chén to này nó bị hư, mà các bạn khi trường hợp mà nó bị cháy nha các bạn, nó cháy mà các bạn không tra được cái mã số của chén to, như cái mã này nè, các bạn không biết cái mã số nào á để các bạn tra cứu, hoặc là các bạn đi mua linh kiện về thay, hoặc là trường hợp á mà các bạn tìm không ra linh kiện này, đến cái chỗ mua mà không có linh kiện này á, nên các bạn có thể độ chế lại bằng cách dùng cái mạch dao động đa hài nha, IC555 á, mà trong cái clip mấy video trước á mình có post trên cái kênh của mình nha các bạn, và cái cách sửa, hướng dẫn sửa mèo với tay này luôn. Rồi đây là một cái mạch dao động đa hài nha các bạn, mạch điều khiển led ha,
đất viền của cái mấy bản lấy quảng cáo á, các bạn có thể ra mua ha. Các bạn có thể mua trên mạng cũng được, cũng có ha. À, cái mục đích của nó cũng tạo cái xung vuông để mà điều khiển cái cuộn dây này nè. Cái cách đấu nối á, thì các bạn xem video trên kênh của mình nha. Thì nó cũng sẽ tạo ra một cái dòng điện chạy qua cái cuộn dây này, làm cái cuộn dây này nó đẩy cái tay mèo, làm cái tay mèo hoạt động nha các bạn. Thì đối với những trường hợp mà các bạn mà không tìm được cái con chén to này thì thế, hoặc là các bạn tìm không ra, hoặc là nó bị cháy nổ linh kiện á, mà các bạn tra cái mã nó không có, thì các bạn có thể dùng cái mạch dao động đai hài này là các bạn làm cho cái tay mèo nó hoạt động lại được nha các bạn. Đối với tất cả các mèo như mèo vàng hoặc mèo trắng á, các bạn làm tương tự cho mình nha. Video đến đây của mình là kết thúc nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo thêm một cái video mà sửa chữa mèo vẫy tay này, mèo thần tài vẫy tay này trong cái kênh của mình nha. Rồi các bạn có thắc mắc ý kiến gì các bạn để comment lại dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha.